Hello, xin chào các đồng chí, chị em, các bạn thân mến từ miền đất nước quê hương Việt Nam thân yêu. Lại mình đi ăn cho nên thấy có đề tài rất là hay, muốn chia sẻ với anh chị các bạn để chúng ta tìm hiểu và học hỏi. Anh chị em các bạn thấy đây là một cái tô hủ tiếu Thái Nam, và đây là một cái dĩa rau ở Việt Nam. Anh chị các bạn đi ăn á, kêu hủ tiếu, phở, những cái món nước á, rau rất là nhiều. Mà anh chị các bạn biết những cái rau này đó rất là tốt cho sức khỏe nhé. Những cái rau này nè, người Mỹ bây giờ họ thấy người Việt Nam á, châu Á ăn những cái rau là nhất là người Việt Nam, cho nên bây giờ bên Mỹ nó bắt chước nó ăn. Tại vì những cái rau này bên Mỹ nó gọi là những cây hơ, mà nó có nhiều cái chất thuốc trong đó. Bởi vì những cái thành phần mà chống cộng ở hải ngoại đó, nó luôn luôn nó nói dân Việt Nam ăn đồ độc hại, nhưng thật sự trong tất cả những cái đồ ăn, dù là ở Mỹ, nó có chất độc tố trong đó. Không có bất cứ một thứ đồ ăn nào mà nó không có độc tố trong đó, nhiều hay là ít, nó có được cho phép ở mức độ nào. Và khi người ta lạm dụng những đồ ăn đó, người ta sẽ bị ngộ độc. Cho nên anh chị các bạn thấy hàng năm Mỹ nó có trên 120 triệu người bị ngộ độc thực phẩm, và khoảng 3.000 người chết về vấn đề ngộ độc thực phẩm. Và hơn 20 triệu người, 100 mấy chục triệu người là phải nhập viện. Tại vì sao? Ở bên Mỹ nó ăn uống đồ độc, nhưng mà nó muốn giải độc đó, nó phải đi bác sĩ, nó phải có thuốc thì nó mới giải độc. Còn ở Việt Nam đó, các bạn biết những cái loại rau quả này đó, người ta ăn vào, người ta ăn những cái đồ nó cũng có độc hại chứ không phải là không. Nhưng khi người ta ăn những cái rau quả, những cái loại trái cây mà nó có những cái chất thuốc trong đó, nhất là cây đinh lăng ở Việt Nam rất là nhiều. Nó là một cái cây gọi là thuốc nam cho những người nghèo. Các bạn biết bây giờ người ta thấy được tác dụng của cây đinh lăng. Cái đinh lăng rất là dễ trồng ở Việt Nam. Mà những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại đó, cái đám mà mất dạy ở bên Mỹ, cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp thổ tả đó, nó hay lợi dụng khi mà nghe những cái gì mà ở trong nước sầm xì về vấn đề ngộ độc thực phẩm, thì bắt đầu nó lên mạng, nó đổ lỗi cho một cơ chế chính quyền Việt Nam. Nhưng mà ở Mỹ các bạn thấy nó có cả một cái hệ thống, và FDA bên bộ Food Administration của Mỹ đó, nó về bên thực phẩm và bảo vệ thực phẩm, thì đâu có ai chửi nó đâu, các bạn thấy không? Mà người dân cũng lăn đùng ra chết, cũng có ai mà xuống đường mà la làng đâu. Còn ở Việt Nam chuyện gì xảy ra, tất cả những cái thành phần chống cộng nó khốn nạn cái là nó nhìn về Việt Nam, nó lợi dụng cái chính sách của một đảng mà nó tìm đủ mọi cách để đặng nó xảo trá, nó leon lách vào trong những cái người dân ở trong nước, những cái người mà gọi là ham ăn mà lười làm, những cái người mà ngồi đó thấy người này hơn mình chưa bằng ai, thì bắt đầu quay ra, bắt đầu bức xúc và ganh tị, rồi lên mạng bắt đầu chống. Rồi thay khi có những cái tiêu cực nào trong xã hội, trong một cơ chế, một thành số thành phần cán bộ thoái quá nào đó, thì nó bắt đầu nó lợi dụng cái đó, nó gây nên cái sự phẫn nộ và tạo ra xã hội Việt Nam bất ổn. Các bạn thấy, cho nên chính vì vậy mà anh em chúng ta có mặt trên cái không gian mạng này anh chị các bạn. Cho nên các bạn thấy những cái rau thuốc này rất là tốt. Tôi về Việt Nam các bạn, tôi ăn hơi bị dữ luôn. Cho nên người Việt Nam họ cũng ăn có những cái ngộ độc thực phẩm trong đó, nhưng mà người ta được những cái hóa giải rất là tốt. Cái này là theo cái nhận định riêng của tôi thôi. Tại vì tôi đi, tôi sống, tôi ngồi, tôi ăn với lại những cái người dân lao động phổ thông. Tôi thấy, các bạn biết, các bạn vô những cái chỗ mà ăn mà bình dân á, họ có anh thùng nước à, mà hàng ngày có cả 100 người thọt vô múc ra uống có một cái ly, một cái thùng mà chẳng có người nào lăn đùng mà chết hết trơn á. Mà ở Mỹ mà ăn uống kiểu đó là nó lăn đùng ra, nó sợ mà nó giải tử nó chết. Các bạn thấy không? Tại vì cái mô hình xã hội Việt Nam mình và cái khí hậu mà được ưu đãi rất là tốt. Các bạn nên nhớ, rất là tốt. Nhiều khi mấy cái tụi mà nó nói ô nhiễm Việt Nam, ô Việt Nam ô nhiễm sao bằng Mỹ? Mỹ nó ô nhiễm hơi giả mang. Tôi nói anh chị các bạn biết, thằng Mỹ nó ô nhiễm không ai dám nói luôn, không ai dám nói. Tại vì những cái hiệp ước Kyoto mà thằng Nhật nó ra đời để đặng mà
bảo vệ môi trường, Mỹ đâu dám ký đâu anh chị các bạn. Ký cái hiệp ước đó là khai tử nước Mỹ, khai tử cái nền công nghiệp hiện đại hóa của Mỹ. Tại vì một cái đất nước phát triển, một cái đất nước công nghiệp hiện đại đó là nó thải ra ngoài một cái chất thải độc khủng khiếp. Cho nên cái dòng sông, tôi quên con sông tên gì ở bên Houston á, ở bên Houston nó có con sông tôi quên tên rồi. Các bạn biết con sông đó, đó là nó nhiễm độc. Nó nhiễm độc dã man luôn, nhất thế giới. Mà ngay cả con Nguyễn Ngọc Du Quỳnh đó, con nấm á, nó ở ngay đó đó. Ông nội cha nó cũng dám xuống đó mà biểu tình nữa, xuống đó mà chụp hình rồi phản đối Mỹ nữa. Tôi nói chỉ có ông nội cha nó cũng dám ở trong Việt Nam. Chỉ có một cái thể chế, một đảng ở Việt Nam mới nhân đạo, mới cho nó một cái cơ hội. Mà nó càng lúc nó càng lợi dụng vào những cái đám chống cộng ở bên Mỹ để đặng mà nó lên nó chụp hình rồi nó xuyên tạc. Các bạn thấy cuối cùng nó qua Mỹ, bây giờ mấy cái tụi chống cộng bên Mỹ quay qua chửi lại nó, tại vì nó thấy cái sự thật nó không phải là như vậy. Nó tự do dân chủ đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập, đâu phải anh muốn nói gì anh nói, anh muốn làm gì anh làm đâu. Bớt giỡn đi, ở trong nước thì anh lên đó anh chống, anh ăn được mấy cái tiền mà tụi nó gửi về cho anh chị ăn, ăn đó, ngồi đó ăn rồi tới chừng mà bế tắc rồi ngồi đó khóc. Qua được Mỹ rồi thằng nào cũng như con chó, còn tệ còn hơn con chó. Mấy cái thằng mà chống phá Việt Nam trong nước qua tới Mỹ rồi, tôi nói anh chị mà thằng nào hồi nãy nó còn tệ còn hơn một con chó, nó còn thua một con súc vật. Cho nên khinh. Đấy, các bạn thấy ở Việt Nam quê hương của mình, cái cuộc sống nó đang yên ngắm và người ta đang sống lo làm việc để phấn đấu bươn lên. Các bạn đang có một chế độ rất là ưu việt bảo vệ các bạn từ mọi thứ hết. Tôi nói tôi chưa bao giờ thấy một chế độ nào như vậy. Tôi phải nói là như vậy. Tôi ở Mỹ mấy chục năm rồi, hồn ai nấy dữ. Ở bên ngoài thì nhìn nó hào nhoáng lắm. Anh chị em các bạn đó nhìn cái thể chế dân chủ tam quyền phân lập đa nguyên đa đảng của Mỹ đó, bị ngay đó, nó lon cào cào, nó xuống đường nó đập nó phá. Rồi tổng thống đắc cử, tổng thống chưa đắc cử đương nhiệm, mèn đẹp ơi, tam quyền phân lập đó. Các bạn có muốn đất nước mình như vậy không? Tôi nghĩ là không, bởi vì cái lối sống của Việt Nam mình như vậy là quá tốt rồi, mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Và những cái tiêu cực trong một cái xã hội nó đang được gọi là làm cho tốt hơn mỗi ngày chứ không phải là không. Các bạn nghe truyền thông báo chí, nghe tất cả mọi nơi, người ta đang làm cho nó tốt hơn chứ không phải là chính phủ hay các cơ quan nhà nước bỏ mặc kệ. Người ta đang tìm mọi cách để làm sao nó phù hợp với lại lòng dân. Tại lòng dân luôn luôn được chính phủ quan tâm. Các bạn thấy những cái mà bức xúc trong người dân khi mà tới tay được những cơ quan nhà nước, người ta tới để đặng mà giải quyết làm sao nó tốt. Các bạn thấy ngay cả cái chuyện lùm xùm ở những cái bót cái lậy nè, các bạn thấy lúc trước xèo đó, bây giờ chính phủ ra giải quyết, bây giờ đâu ai đóng thế, mọi sự im lặng hết. Mấy cái tụi chống cộng ngoại nó lợi dụng mấy cái đó, nó xúi dục những cái người mà chụp được cái đồng tiền đó ra đó, bắt đầu đi làm, đi phá hoại, gây những cái sự xáo trộn trong một đất nước. Ngồi đó mà cứ mơ nước Mỹ qua bên Mỹ rồi ăn tô phở cũng dám ăn, rồi làm thì đầu tắt mặt tối, rồi bỏ mạng nơi xứ người. Các bạn thấy tội ghê, có thấy tội không? Mà không lẽ tôi thấy như vậy rồi tôi ngồi đó tôi phanh tay tôi làm thinh, tôi ngồi đó tôi nhìn thấy những người khác cứ đổ, bước theo những cái xe đổ đó, không thể được. Tôi có được ngày hôm nay, mình phải nhớ lại biết bao nhiêu người đã hy sinh nằm xuống, và mình có được ngày hôm nay. Còn những người khác họ đang lầm đường lạc lối, mình phải chỉ cho họ thấy cái đó là không đúng, phải cẩn thận, phải hết sức thận trọng. Ở Việt Nam làm đại gia, các bạn thấy đi ăn hủ tiếu đi bằng xe hơi nha. Tôi đi giờ này trễ nhé, sáng là chỗ này nó đậu xin vàng xe hơi, nó đi ăn hủ tiếu, ăn phở, ăn bò kho đó. Tại vì xe hơi Việt Nam bây giờ là chuyện bình thường, là chuyện coi như là nó từ từ nó đã trở thành gọi là cuộc sống của người dân Việt Nam rồi. Bây giờ ở Việt Nam tôi nói chỉ có đi ra mua cái nhà người nào bây giờ mà cất đó, mặt tiền mà không có đủ xe hơi chạy đó, cái nhà đó nó khó bán hơn cái nhà mà có cái mặt tiền 3 mét hoặc là 5 mét trở lên.
bây giờ dân Việt Nam họ xài xe hơi quá nhiều rồi, họ cần có cái mặt cái con đường ít nhất là 3 mét để xe của họ có thể đi vô tới nhà. Cho nên cái nhà mà không có cái mặt tiền mà mặt đường á, mà 3 mét trở lên á, tôi nói chuyện bằng nhà có đẹp cỡ nào đẹp nó bán khó khủng khiếp luôn, nó bán khó. Điều này nói lên gì? Là cuộc sống kinh tế của người dân của mình càng lúc nó càng tốt hơn và nó càng đi lên. Ngày xưa các bạn thấy cái nhà mà có cái hẻm chạy đủ xe đạp vô, người ta cũng mua nữa, người ta mừng nữa để ở. Hôm sau này Honda vô được, người ta dành nhau, người ta mua rồi. Mà bây giờ các bạn thấy với hẻm nhà nha, tại tôi mua nhà đất độ này tôi biết nha, đi vô mà nhà hàng nào mà chỉ hẻm Honda thôi thì thôi để tôi suy nghĩ lại. Bây giờ có rẻ cỡ nào rẻ tôi cũng phải suy nghĩ lại, anh bán thấp hơn thằng kia 100 triệu tôi cũng phải suy nghĩ lại, anh đầu tư vô mấy chỗ đó hơi bị chăm, tại vì mình đầu tư vô mấy chỗ đó đó, ngồi đó chờ mà kiếm người mà mua được thì hơi lâu, mà chôn vốn trong đó quá lâu thì không được. Đầu tư là phải làm sao mà thần tốc, vừa có ăn, hãy ngâm lâu thì phải làm pha là phải lời gấp 10 lần 20 lần mới được. Nè, giống như Trung Quốc một lô đất ở ngoài Bảo Lộc một cái lụm 18 củ. Các bạn thấy à, mình mua có 1 củ mà mình lụm 18 củ. Bỏ có 10 năm thôi. Đầu tư là mình phải như vậy. Còn đầu tư mà cứ bây giờ thời buổi nó kinh tế Việt Nam nó đang phát triển lắm. Hôm qua tôi coi báo trên Yahoo Financial á, là tôi thấy những cái có một anh này tên là James, anh là nhà báo mà anh ta report cho Việt Nam, bên Việt Nam về kinh tế á. Phải nói là rất là xúc động và cảm kích về cái nền kinh tế Việt Nam mà nhà nước Việt Nam đang khắc phục và đang gọi là, nhất là trong cái mùa dịch này, họ ca ngợi Việt Nam đã khống chế được mùa dịch. Trong khi đó những cái quốc gia, đại đa số những quốc gia trên thế giới, người ta đang gặp rất là khó khăn để đặng mà vượt qua trong cái kinh tế đang bị đại dịch Covid nó vây. Các bạn thấy mà trong khi đó Việt Nam trong cái mùa đại dịch này vượt qua và còn vươn lên nữa. Đây là một điều vô cùng khích lệ cho năm 2021 này. Và cộng đồng thế giới tôi thấy rằng họ đang nhìn vào cái sự phát triển của Việt Nam. Và cái người dân Việt Nam mình, cái dân trí anh chị các bạn, càng lúc nó càng cao hơn nha, chứ không phải là nó đi xuống đâu. Tôi nói dân mà Việt Kiều mà, thì khi tôi nói hai chữ Việt Kiều khi đụng chạm, thì khi có nhiều người bảo rằng mình làm, mình nói như vậy nó đụng tới những người khác, chứ ôi sự thật thì mất lòng thôi. Đã bước vào con đường chính trị, con đường cách mạng thì phải chấp nhận đau thương thôi. Tôi nói thật á, không có phải vuốt ve ai hết trơn á. Nếu mà đi làm chính trị mà đi yêu tổ quốc quê hương mình mà cứ ngồi đó vuốt bên này vuốt bên kia thì trước sau cũng lọt hầm, trước sau cũng lọt hố. Tại vì nó bắt đầu nó sẽ xảy ra những cái tiêu cực là nịnh hót, rồi bắt đầu a dua, rồi bắt đầu thích người này trọng người kia, rồi bắt đầu tôi nói rồi giờ bắt đầu nó xảy ra, bắt đầu hội nhóm phe phái đảng phái dẹp đi. Tôi nói chị các bạn, mình là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta lên trên mạng này chúng ta tuân thủ pháp luật, sống đúng theo luật pháp và hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới ngọn cờ của Bác và Đảng, và chúng ta sống tốt và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, là các bạn sẽ trở thành những người công dân tốt. Khi mình trở thành những người công dân tốt, mình có hữu ích trong xã hội thì mình sẽ có những cái cơ hội phấn đấu, và mình học hỏi và phấn đấu không ngừng. Thôi thì Lê Minh lại tới đây để tô hủ tiếu nó nguội. Nói nãy giờ mà chưa đã nữa. Nói thao thao bất tiện mà quên nhìn tô hủ tiếu. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.